Saffron khiến cho con người cảm thấy nhẹ nhõm, dễ chịu hơn, không còn đau đớn trong kỳ kinh nguyệt, là vì cái hoạt chất saffronan có trong saffron sẽ giúp giảm đau và an thần một cách tự nhiên. Đây là một cái hoạt chất quý hiếm mà có rất ít loại thảo dược nào có được. Xin chào cả nhà, mình là Vân Thu. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về những lợi ích có trong saffron, hay còn gọi là nhụy hoa nghệ tây. Nhụy hoa nghệ tây được biết đến là một loại gia vị đắt nhất thế giới. Nó mang lại rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe cũng như là làm đẹp đối với người sử dụng mà không phân biệt độ tuổi hay là giới tính. Nhụy hoa nghệ tây đã được FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, công nhận nó là một loại thực phẩm mà con người có thể sử dụng hàng ngày. Với có một liều lượng nhất định vừa phải thì nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe cũng như là trí tuệ của con người. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá về những lợi ích có trong saffron nhé. Thứ nhất là nó giúp cho các bạn có một giấc ngủ ngon sau giấc. Saffron có chứa thành phần saffronan có tác dụng an thần tự nhiên. Nó sẽ làm cho bạn cảm thấy được ngủ ngon hơn và sâu giấc hơn bình thường, lấy lại cái nhịp sinh học vốn có của mình. Thứ hai là trở nên khỏe mạnh, trí tuệ linh hoạt và làm việc với hiệu suất cao hơn. Trong saffron thì nó có thành phần saponin, nó giúp tái tạo và làm mới các cái tế bào trong cơ thể. Người sử dụng sẽ cảm thấy cơ thể tươi mới, sức khỏe căng tràn một cách tự nhiên mà không gây ra các cảm giác bồn chồn hay là mất tập trung như là lúc bạn đang sử dụng cà phê hay là trà. Và một lợi ích thứ ba nữa đó là saffron giúp cho mắt sáng hơn, dành cho những bạn mà có thị lực không tốt hoặc là những bạn mà thường làm việc nhiều với máy tính. Saffron nó có thể giúp phục hồi và dừng lại sự thoái hóa thị lực của bạn. Đó là một dựa theo một cái nghiên cứu của Sylvia Butti. Lý do là các hoạt chất tiền vitamin A, nồng độ cao của carotenoid tự nhiên, carosin, carosetin, bicarocarosin và flavonoid có trong saffron, nó sẽ giúp bảo vệ thấu kính và võng mạc của mắt, giúp cho mắt sáng và tinh tường hơn. Các chị em phụ nữ thì sẽ thoát khỏi những cái cơn đau nhức khó chịu nhờ cái hoạt chất quý hiếm trong saffron. Sở dĩ saffron khiến cho con người cảm thấy nhẹ nhõm, dễ chịu hơn, không còn đau đớn trong kỳ kinh nguyệt, là vì cái hoạt chất saffronan có trong saffron sẽ giúp giảm đau và an thần một cách tự nhiên. Đây là một cái hoạt chất quý hiếm mà có rất ít loại thảo dược nào có được. Người ta sẽ không cần phải dùng đến các cái loại thuốc giảm đau hay là thuốc an thần gây ra vô số tác dụng phụ cho chị em phụ nữ, giúp cho chị em phụ nữ thoát khỏi cái sự đau đớn khó chịu mỗi khi đến tháng mà không phải nghỉ làm hay là không còn phải cáo gắt với những người xung quanh. Một lợi ích nữa đó là chữa béo phì, giảm cân hiệu quả an toàn hơn các cái loại trà hay là các cái loại thuốc giảm cân khác. Trong saffron thì nó có chứa hợp chất carotenoid và carosin. Carosin là một dạng của carotenoid độc đáo, nó có khả năng chống oxy hóa, tiêu diệt các cái gốc tự do, chủ yếu là các anion superoxide. Chất này chính là nhân tố chính tác động tăng cường cái quá trình đốt mỡ thừa và làm giảm cái lượng cholesterol trong cơ thể một cách tự nhiên. Trong một cái thí nghiệm kỹ lưỡng của Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ thì carosin trong saffron có tác dụng đào thải các cái loại chất béo không tốt ra ngoài mà không hề gây mất nước hoặc là cơ bắp giống như là các cái loại trà hay là thuốc giảm cân khác. Cái lợi ích nữa đó là nó giúp tăng cường nội tiết tố, giúp cho chị em phụ nữ mình trẻ đẹp hơn, căng tràn sức sống và làm mờ vết nám tàn nhang rất là hiệu quả. Saffron đang được ứng dụng để xử lý các vấn đề về da bị nhăn nè, lão hóa, chảy xệ, đổi màu hoặc là nám. Và do cái đặc tính chống oxy hóa cực mạnh của carosin có trong saffron, nó sẽ giúp cải thiện cái vấn đề mụn ở trên da, làm đẹp da hơn và khỏe mạnh hơn. Và một cái lợi ích nữa không thể không nhắc đến đó là nó tăng cường sinh lý cho các đấng mày râu rất là hiệu quả. Carotene, carosin khi vào cơ thể thì nó sẽ làm tăng cái ham muốn tình dục bằng cách kích hoạt cơ thể tiết ra các hormone kích thích trong não. Bicarocarosin là một chất làm cho cơ thể của bạn nhạy cảm hơn. Và lợi ích nữa đó là nó giúp tăng cường trí nhớ nè, hỗ trợ điều trị ung thư.
Chiết xuất ghệ tay, đặc biệt là crocin của nó rất hữu ích trong việc điều trị giảm tâm thần liên quan đến tuổi tác. Ngoài ra nó còn có một loạt các thành phần như là vitamin A nè, đồng, kali, sắt, kẽm, axit folic và một số loại sắc tố tan trong dầu như là alpha carotene, beta carotene. Với những cái thành phần đó thì saffron nó còn giúp chữa trị rất là nhiều loại bệnh ung thư như là ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng, ung thư gan hay là ung thư tuyến tụy vân vân. Và một cái lợi ích tiếp theo đó là nó tốt cho đường tiêu hóa, hỗ trợ điều trị dạ dày. Sử dụng saffron thường xuyên sẽ giúp cải thiện trướng bụng đầy hơi hiệu quả, từ đó kích thích tiêu hóa tốt hơn, hấp thụ dưỡng chất tốt hơn. Một trong những lợi ích của trà nghệ mà ít được biết đến nữa đó là nó có thể giúp loại bỏ được các chất thải từ đại tràng và nó cũng có thể giúp điều chỉnh các cái cơ trong đại tràng để đảm bảo rằng các cái chất thải trong tương lai nó sẽ bị trục xuất ra ngoài. Điều này làm giảm sự sẵn có của các cái vi khuẩn được biết đến là gây ra cái tình trạng bệnh như là bệnh sởi. Và hãy để cho saffron bảo vệ lợi ích sức khỏe của các bạn. Xin chào và hẹn các bạn những video tiếp theo.